Dương, hello Hằng Duy nha. Dương hello mọi người thấy em không ạ? À? Dương ai đang coi mọi người cho em một chấm nha. Ai đang xem mọi người cho em một chấm nha mọi người nha, cho em biết nha. Ai đang coi mọi người cho em một chấm nha. Chậm. Dương ai đang coi mọi người cho em một chấm cho mọi người nha. Dương hello mọi người nè. Hello các chị yêu nha. Dương mọi người nghe em nói không? Mọi người đang coi mọi người cho em một chấm nha mọi người nha. Trên màn hình của em không có hiện lên gì hết nha. Comment của mọi người ẩn rồi. Ai đang coi mọi người cho em một chấm nha. Ai đang coi mọi người cho em một chấm đi nha. Dương đang coi cho em một chấm nha mọi người, cho em một chấm nè. Hello mọi người nha, hello mọi người nè. Dương đang coi cho mọi em một chấm nha mọi người nha. Một phần là bị mạng yếu đó, một phần hai nữa là Dương mọi người đang coi mọi người vào cho em một chấm nha. Dương em thấy Tuấn Võ nè. Dương hello mọi người nha, hello mọi người đang coi nha. Dân em chào chị Hoàng Thanh nha. Chị ơi cái set bộ ngày hôm qua chị có lấy không? Chị lấy thì chị comment chị inbox cho em nha. Chị Hoàng Thanh nha, cái đồ set bộ ngày hôm qua có hình con phượng á, con chim phượng gì đó, chị có lấy hay không thì chị inbox cho em nha. Dương mọi người thấy em không mọi người? Mọi người thấy em mọi người cho em một chấm đi nha. Mọi người cho em một chấm nè.
Chứ em thấy đang 10 người coi rồi, đang 10 người coi rồi nha. Chứ mọi người ơi, mọi người chia sẻ like giúp em hưởng nha. Mọi người đang coi, mọi người chia sẻ like cho em nè. 50 lượt coi em tặng đồ nha. Em tặng đồ nha mọi người. 50 lượt coi em tặng đồ nè. 50 lượt coi em tặng đồ nha. Chúng ta sẽ chơi bốc thăm chúng nha. Bốc thăm nha. Và em sẽ chọn ra, em sẽ chọn ra 3 người để tặng nha. Mọi người chia sẻ like lên nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ like cho em 50 lượt so em. Và được 100 lượt chia sẻ thì em sẽ cho tặng đồ cho mọi người nha. Em sẽ cho mọi người chơi bốc thăm nha, để tặng đồ nha. Rồi các chị em muốn coi chưa ạ? Mọi người muốn em like chưa mọi người ơi? Chứ em thấy có đang 8 người đang coi nè, mọi người cho em 100 đi mọi người ơi. Mọi người cho em 100 nha, để khỏi ẩn comment nha. Mọi người cho em 100 để khỏi ẩn comment nha mọi người nha. Ở trên màn hình của em là chưa thấy ai hết. Em không thấy ai comment hết nha. Nếu mà em chưa trả lời cho mọi người có nghĩa là comment nó bị ẩn, chứ em chưa trả lời được nha. Em không thấy comment đó cho nên em chưa trả lời nha. Chứ mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho em với ha. Mọi người chia sẻ bài cho em nè. Rồi ai muốn coi gì mọi người comment cho em biết luôn nha. Nha các chị yêu nha. Em không thấy nha, em chưa thấy comment nè. Rồi mọi người ha, em bắt đầu like nha mọi người, em like nha mọi người ha. Em đang bắt đầu like nha. Ai lấy được mọi người em cầm, em like được cái gì thì mà lấy thì mọi người comment cho em biết nha. Em bắt đầu like nha mọi người ha. Đây mẫu thầm em đang mặc nha mọi người nha. Mẫu thầm em đang mặc nè, đầm xòe nha mọi người. Đầm xòe nha. Dạ em đầm xòe nha mọi người nha. Cột nơ phía trước nè. Cổ là như thế này nha, cổ là như thế này nha mọi người nha. Chất này là chất vuông xốp Thái nha. Chất vuông nha, và dày dặn lắm nha mọi người nha. Ai lấy đầm này mọi người comment giùm em nè. Giá là 130 nha, giá là 130 một cái. Ai lấy thì mọi người comment giùm em nha. Chất vuông xốp Thái này rất là đẹp luôn nha. Mặc đi chơi đi ăn tiệc gì cũng rất là sang mọi người nha. Chỉ có 130 cái ngàn thôi. Mặc rất là nhẹ nhàng và rất là dễ giặt đồ nha mọi người nha. Rất là nhanh khô luôn nha mọi người. Ai lấy cái này thì mọi người giùm comment giùm em nha. Giá là 130 nha mọi người nha. Lấy thì comment giùm em. Em có 3 mẫu nha. Có 3 màu nè. Một là màu trắng bông xanh cho em cũng nha. Hai là mẫu màu vàng bơ nè. Màu bơ nha mọi người. Mẫu em đang mặc nha mọi người ha. Ai lấy thì mọi người comment giùm em. Form là dưới 55kg mặc vừa nha. Form dưới 55kg mặc vừa. Cái này là màu vàng bơ nha mọi người. Màu vàng bơ nè. Màu vàng bơ nha. Và một cái nữa là màu tím. Em có hình mẫu trên nó. Còn đây là hình em cho mọi người xem nè. Mẫu thật luôn nha. Em cho mọi người xem mẫu thật luôn. Để chất rất là dày dặn nha. Rất là dày dặn. Vải rất là dày dặn nha mọi người. Cái này là chất vân thái nha. Vân thái rất là dày dặn nha. Vải rất là đẹp luôn. Đây mẫu như thế này. Ai lấy thì mọi người comment giùm em nha. Mẫu em đang mặc nha mọi người. Có 3 màu. Cái này là màu tím nha. Cái này là màu tím nè. Rất là đẹp luôn nha. Đấy cái mẫu em đang mặc nha. Ai lấy thì comment số 1 giùm em nha. Số 1 nè kèm theo màu giùm em. Có màu vàng, màu tím, màu vàng bơ và màu trắng bông nha. Ai lấy thì mọi người comment giùm em ha. Ai lấy thì mọi người comment giùm em. Rồi mọi người ơi, mọi người đang coi, mọi người chia sẻ like giúp em nữa nha. Ai lấy được gì mọi người comment cho em nè. Trời ơi, váy khác rất là nhiều nha chị nha. Chị Ngân coi nha. Em đang like nha mọi người, em đang like nè. Còn váy khác không, còn rất là nhiều mẫu ha. Rất là nhiều màu và nhiều mẫu luôn. Em đang like nha.
Rồi mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Mọi người chia sẻ bài cho em với nha. Rồi đầm xuông nha mọi người, đầm xuông nè. Đầm xuông in hoa nha. Đầm xuông in hoa rất là đẹp luôn. Đầm xuông in hoa nè nha. Rất là đẹp luôn nha. Form này em có hai size nha, có hai size nè, 55kg trở xuống và 60kg trở xuống luôn nha, có hai size nè. Ai lấy thì mừng comment giùm em nha, ai lấy thì comment giùm em. Rồi ai lấy thì comment giùm em nha mọi người. Form này là dưới 50 và form từ 60 trở xuống luôn nha. Có váy ren không? Có váy ren nha chị, em có váy ren nha, nhưng mà không biết em để ở đâu mất tiêu rồi. Em có váy ren nha. Váy ren có nha chị. Váy ren có nha. Ba ơi. Lắp. Dạ, chú lắp đồng hồ điện chú. Dạ chú lắp đi. Vậy bây giờ chú tắt hả chú? Chú tắt điện hả chú? Để coi chú xem rồi nè. Dạ, cái đồng hồ trên kia kìa. Không cần tắt đâu. Nó có điện sao chú? Bật từng dây một. Đây váy ren nha, váy ren đây nè nha. Em đây là em đang cho mọi người coi váy ren nha. Form từ 58kg trở xuống mặt vừa nha, váy ren đây nha, váy ren nha. Ở trên phối ren nha mọi người, ren rất là mịn dày luôn nha. Dạng body nha mọi người. Dạng body nha, váy ren rất là đẹp luôn. Nha mọi người nha, váy ren nha, dạng body nè. Form từ 45 cho đến 50kg và form từ 50 cho đến 57kg nha. Có hai size, ai lấy thì mọi người comment giùm em. Rồi các chị yêu ơi, mọi người chia sẻ bài đi. 50 lượt coi và được 100 lượt chia sẻ, em tặng đồ nha mọi người, em tặng đầm nha. Em tặng đầm nha. Mọi người chia sẻ bài mạnh mạnh đi, ai chia sẻ bài nhiều nhất em sẽ tặng đồ cho mọi người nha. Màu trắng hay màu hồng đi chị? Màu trắng hay màu hồng hả chị? Em cái này á màu hồng ok luôn, màu hồng có màu hồng rất vai nha. Màu hồng rất vai có nha. Màu trắng hoặc màu hồng có nha. Đây màu trắng nè. Màu hồng nè. Màu trắng hoặc màu hồng nha, có ren luôn. Đây rất vai nha. Đầm rất vai màu hồng nè. Đầm rất vai màu hồng nha chị nha. Đây rất vai màu hồng nha, phối ren luôn nha. Màu trắng và màu hồng. Cái này em có hai màu, màu đỏ và màu hồng nha. Màu đỏ, màu hồng và màu đen. Màu đỏ và màu hồng, màu đen nha, có ba màu. Ai lấy đầm body rất vai này thì mọi người comment giùm em nha. Lên form rất là đẹp luôn nha mọi người, lên form rất là đẹp. Form từ 43 cho đến 50kg và form từ 50 cho đến 57kg nha. Có hai size luôn, ai lấy thì mọi người comment giùm em. Rồi áp dụng chia sẻ like giúp em luôn nha. Có hai size nha. Giá là 95.000 một cái nha. 95 nha, áp dụng chia sẻ like. Rồi vải rất là dày dặn luôn nha. Vải rất là dày dặn. Không rớt vai hả? Không rớt vai có nha chị ơi, từ từ em like cho hết coi nha. Chị muốn màu hồng thì từ từ em like cho hết. Đây không rớt vai đây chị ơi. Không rớt vai màu hồng luôn nha. Đây nè, không rớt vai màu hồng nha. Ren cực kỳ đẹp luôn nha, body chuẩn luôn nha mọi người nha. Ngọc Hiểu đầm, đầm màu hồng sao chị ơi. Dân 95k nha chị Ngọc Hiếu ơi. Đây đầm màu hồng rất vai nha. Em có hai size luôn, có hai size và có ba màu. Có ba màu luôn nha. Nhưng trước mắt là em có màu đen và màu hồng trước. Ai lấy cái này mọi người cứ comment giùm em. 95k một cái nha, 95k một cái. Đấy, bên ngang vai chứ không phải rớt vai. Cái vai như thế này nè mọi người nha. Nó ngang vai thôi, nó ngang vai nha. Dân lấy màu hồng này thì comment giùm em nha. Vải rất là dày dặn luôn, vải rất là dày luôn nha. Chỗ khác người ta bán từ 170 trở xuống, em bán chỉ có 95k từ bên này thôi nha. Em đang sale cho nên 95k, mỗi ngày là không có giá 95 nha. Em thích váy xòe nhé. À, em thích váy xòe á em. Màu hồng mà váy xòe mà rất vai chị cho chị có ấy thôi nha. Nói chung là bây giờ chị like được cái nào, em thích cái gì em lấy cái đó nha. Em thích mẫu gì thì em ra comment cái mẫu đó thôi nha.
đồng hồ ra thì nó mất điện không? Dạ, cái đó nó được kết nối với điện mà chú. Đây. Phải cấp điện chứ. Nhưng mà cái này nó hỏng đúng không? Vâng, nó có điện đó. Nó có điện mà. Thì có điện chung lao nó khỏi ảnh hưởng. Đấy ra thì... Chỉ là cái ấy nó không có xoay thôi, nhưng mà nó có điện. Đấy, nó không có xoay lên số kỹ thôi. Rồi, màu hồng rất vai nha mọi người. Cái này em đang sale là 60k. Ai lấy thì mọi người comment giùm em nha. Số 5 nè. Mẫu số 5 nha. Em cầm được cái nào em like cái đó nha. Ai lấy được cái màu nào thì mọi người comment giùm em cái đó nha. Dân em đang là bán sale cái này nha. Là dưới 50kg mặt vừa nha. Giá 60k. Ai lấy thì mọi người comment giùm em. Chất này là chất thun cắt hàng mịn nha. Rồi, vải mịn nha. 60k nha, 60k. Rồi, cái này luôn nha. Ở phía trước phối ren nè. Ở phía trước phối ren nha mọi người. Ở phía trước phía ren nha. Đấy, chị cầm 40kg có vừa không? 40kg mặt vừa nha em. Bố chị đã nói nha. Ok nha, số 5 nha, ok luôn nè. Ngân còi chốt hàng giùm mình, cho mình thông tin địa chỉ số điện thoại chốt hàng nha. Cho mình thông tin địa chỉ số điện thoại chốt hàng nha mọi người nha. Ai comment, ai lấy được mẫu nào cho em số điện thoại địa chỉ chốt hàng nha. Mất công lại không có địa chỉ số điện thoại em không chốt hàng. Có nhiều người em giao hàng, em ship hàng thì lại bảo là không đặt hàng. Không đặt hàng làm sao có địa chỉ số điện thoại mà đi ship nha. Có người nhiều người rất là vô lý nha. Cho nên đặt hàng thì comment số điện thoại địa chỉ cho em nha, để chốt hàng nha. Giá 60k nha. Cho em địa chỉ, thông tin địa chỉ số điện thoại chốt hàng. Bộ xanh phía sau nhiều vậy chị. Dân, chào chị Xuân Tâm. Dân, bộ xanh hết cơ. Bộ xanh 95k luôn nha chị. Em đang sale mỗi ngày là 199 ngàn. Hôm nay em bán 95k thôi. Hôm nay em sale 95k thôi nha. Ok luôn nha bạn nha. Ok luôn nè. Bạn ơi, cho mình thêm ấp xã nha. Nhất là ấp xã nha. Nha, bạn kiểm tra lại cho mình nha, thông tin địa chỉ nha, phải có ấp xã nha bạn nha, đầy đủ thông tin nha. Nha, kiểm tra lại thông tin giùm mình nha. Rồi, ok rồi bạn ngân còi nha. Nếu mà kiểm tra ok rồi thì ok cho mình luôn nha, ngân còi nha. 60k nha, yên chí nè. Mình có ghi tên số tiền và tên luôn nha, không có đi suy sót đi đâu được hết, cho nên sẽ không bao giờ lộn được ai hết nha. Dân, hello mọi người chia sẻ like giúp em nha. Mọi người chia sẻ like, hôm nay em đang sale nha mọi người. Hôm nay em sale là áp dụng chia sẻ like nè. Rồi, ok chị Ngân còi nha, chị Ngân còi nha. Kiểm tra thông tin đúng rồi thì ok cho em nha. Kiểm tra thông tin địa chỉ đầy đủ thì ok nha. Là sớm hả em? Dạ, hôm nay đi trốn việc. Là sớm. Bộ đó có ai có tính ship chưa? Dạ, hoàn toàn em chưa tính ship nha chị nha. Shipping bưu điện tính cho nên em chưa nha. Ok rồi chị. Ok chị Ngân còi, ok luôn nha. 60k nha. Rồi tiếp tục, ai lấy cái này mọi người comment giùm em luôn nha. Đầm xè luôn nha mọi người, màu hồng luôn nè. Màu hồng luôn nha mọi người. Ai lấy thì mọi người comment giùm em luôn nha. Ai lấy thì mọi người comment giùm em. Rồi mọi người nhớ chia sẻ like giúp em nha. Xuân Tâm ơi, em chưa tính ship nha. Em hoàn toàn chưa tính ship nha. Ship là bên bưu điện tính. Khoảng chừng nếu mà nói chung là tùy thôi. Ví dụ như mọi người từ 600g trở lên thì giá là cao hơn, ví dụ như là 27, 30, 35, 40. Còn như em đi ship mà dưới nửa ký thì chỉ có 20 mấy ngàn thôi. Cho đi các tỉnh luôn có 20 mấy ngàn, cho nên em không có tính ship.